Con thi rồi à? Vâng. Thế mà bảo thi rồi. Đợi con 2 tiếng nữa đi đến một con liền. Thế à? Vâng. Hả? Ghế... Rồi biết rồi, ông biết rồi. Ghế xanh. Ừ. Ông đi có... tìm khắp không được. Ở dưới cũng rồi, có. Thế rồi. Vâng. Ở dưới cũng có không? Trâm Anh chưa thi mà. Trâm Anh chưa thi hiểu không? Ừ. Tưởng thi rồi. Chưa. Tí nữa chắc tí nữa thi rồi. Ông vừa đến chưa thi, may quá, chưa thi ngay. Con thi trước hả? Đấy, anh sắp thi không ạ? Để ông thi cho con, ông cai cho con. Dạ. Thank you.
4 chúng đây, đấy anh em tập trung hết, dừng lại một. Mấy bạn vừa rồi có tên mà đi lại và hết anh. Thank you.